Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số ca nhập viện tăng đều, mặc dù số lượng ca không quá lớn nhưng kéo dài qua nhiều ngày. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân sốt xuất huyết lần này có biểu hiện bệnh khá chồng chéo, do có trẻ em vừa mắc cúm A hoặc cúm B, khiến triệu chứng của các bệnh này có thể bị nhầm lẫn. Điều này đòi hỏi sự theo dõi và điều trị chính xác để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng. Hiện tại thì khoa nhi Bệnh viện Thanh Nhàn thì có bắt đầu tiếp nhận các cái số lượng bệnh nhân bị nhiễm sốt xuất huyết. Hiện tại số lượng thì trung bình một tháng thì khoảng 10 đến 20 ca thôi. Nhưng mà vì là dịch bệnh là diễn trùng với các đợt dịch về cúm A, cúm B nên là về các cái trường hợp chẩn đoán và xét nghiệm thì cũng khá là khó khăn. Khi ngộ sốt xuất huyết thì người nhà cần nên đưa trẻ đến viện để có sự thăm khám và điều trị kịp thời. Thứ hai là trẻ khi mắc sốt xuất huyết thì nên là được bù nước điện giải và bù nước điện giải đầy đủ để ngăn ngừa các biến chứng của sốt xuất huyết. Thứ ba là bố mẹ phải theo dõi tình trạng của trẻ khi đặc biệt là trong giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy. Khi có nào có dấu hiệu nguy hiểm thì mình cần đưa trẻ nhập viện ngay. Bệnh trở nặng ấy là sốt, là đầu tiên trước khi sốt là con sẽ bị nôn chớ, nghĩa là ăn cái gì là nôn ra đấy chị ạ. Dạ thì em nghĩ là nó do nhiều nguồn lây ấy. Thực ra là con môi trường sống không chỉ là ở trong nhà mà con có thể ra ngoài chơi, tiếp cận với cả con có anh chị nữa. Nên là cũng em nghĩ cũng khó để mà đoán chính xác được nguồn lây từ đâu ấy. Theo Trung tâm CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng gia tăng. Một số ổ dịch kéo dài tiếp tục ghi nhận bệnh nhân. Hiện tại, ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động khu vực nguy cơ cao tại Yên Sở, Hoài Đức, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Sơn Hà, Phú Xuyên, Dương Nội, Hà Đông, Cao Dương, Thanh Oai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Do vậy, người dân nên chủ động phòng chống dịch, vệ sinh môi trường sạch sẽ,